Xin chào tất cả các bạn. Vừa qua thì một số bạn đã hỏi mình về cái bài viết trên cái trang blog cá nhân của mình là MATLAB xử lý tín hiệu số và phân tích đoạn âm thanh DTMS. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cái phần code này cho các bạn hiểu. Thì đầu tiên thì các bạn phải xác định là cái DTMS này là gì. Thì DTMS đó, chúng ta là nó là một cái bộ nút nhắn được mã hóa, tức là khi mà chúng ta có hai cái tần số như thế này kết hợp lại với nhau, thì chẳng hạn ở đây là 697 Hz và 1209 Hz thì nó sẽ là ga số 1. Tương tự chúng ta có một cái ma trận như thế này, các bạn có thể dễ dàng kiếm cái bảng này ở trên trang Wikimedia, hoặc là bạn cứ search là DTMF thì nó sẽ ra cái bảng thế này. Thì dựa vào cái bảng này mình có thể xác định được là cái âm thanh nút bấm như thế nào, âm thanh nút bấm như thế nào. Ở đây thì mình có một cái đoạn âm thanh, ở đây mình có một cái đoạn âm thanh sẵn cho các bạn nhé. Hay là đoạn âm thanh mà mình nghĩ rằng là các bạn muốn. Thanh chúng ta thấy rằng là cái âm thanh này rất là quen thuộc, đó là một loạt các nút bấm, nó là một loạt các nút bấm nha, nó là một loạt nút bấm. Và hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn là cái code mà mình đã làm ở trên cái bài viết này, do mình thấy là thời gian qua là có rất là nhiều bạn hỏi về cái code này. Thì để giải quyết bài toán này thì đầu tiên chúng ta phải có cái giảng đồ đây. Đây là cái sơ đồ một cái đồ thị mà cái đoạn âm thanh nó tạo nên. Chúng ta thấy rằng ở trong đây có dây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó có 8 nhóm số và mỗi nhóm số nó được cấu thành từ các cái con số nhỏ khác nhau, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là chúng ta sẽ có 80 con số, 80 con số. Đoạn âm thanh này đã được xử lý nhiễu, chúng ta thấy rằng là giao nhau giữa con các cái nhóm số này thì nó gần như là phẳng nha. Thì code của mình như sau. Đầu tiên các bạn phải tách ra được từng cụm này, các bạn phải tách ra được từng cụm này, tức là các bạn phải tách ra từ đoạn này, từ đoạn này đó, chúng ta phải cắt ra, luôn nó vào một cái ma chặn, luôn nó vào một cái ma chặn. Nếu chúng ta không cắt ra được đó, nếu chúng ta không cắt ra được đó, thì chúng ta sẽ không thể nào phân tích tần số được. Sau khi chúng ta cắt ra rồi á, thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp là phân tích tần số để là chúng ta xác định xem coi là trong cái sóng này, trong cái tần số sóng này thì nó có bao nhiêu tần số trong đó, tần số trong đó, tức là chúng ta chuyển đổi dạng này sang dạng tần số nha. Rồi, dạng này sang dạng số. Và sau khi đã chuyển đổi qua dạng số rồi thì chúng ta dựa vào cái bảng này, chúng ta sẽ tra ra xem coi là nó là số mấy, số mấy, số mấy. Được chưa? Thì chúng ta cần lưu ý nha, đó là các bước mà chúng ta làm, các hướng mà chúng ta sẽ phải thực hiện. Thì ở đây mình đã có một cái đoạn có sẵn mà mình đã gửi lên trên trang web, mình sẽ cho các bạn xem ha. Bạn xem. Thì code mình rất là đơn giản. Nguyên lý để tách cái thằng số này ra thì chúng ta thấy rằng nè, đầu tiên thằng này khoảng cách giữa hai thằng số khác nhau đúng không, là nó sẽ có một khoảng sâu và chẵn liên tục, chẵn liên tục. Rồi, chúng ta nắm vấn đề này nhé. Khoảng cách giữa hai cụm số khác nhau thì nó lại là sao, nguyên một đoạn chẵn dài, nguyên một đoạn chẵn dài. Chúng ta dựa vào đặc tính này để chúng ta có thể phân tích tần số tách ra. Thì cái việc mà đơn giản nhất là các bạn cho mình một cái biên độ nha. Biên độ bao gồm là gì? Biên độ bao gồm là giá trị lớn nhất nhân cho một cái tỷ lệ nha, nhân cho một tỷ lệ. Chúng ta có biên độ lớn nhất là gì? Đây, độ cao thằng này chính là biên độ lớn nhất, được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng là hàm mắt để xác định là lớn nhất của A là bao nhiêu, lớn nhất trong cái ma trận A là bao nhiêu.
được chưa? Sau đó chúng ta sẽ nhân cho một cái tỷ lệ, và tỷ lệ đây mình chọn là 20%. Tức là nếu giả sử như cái độ cao của chúng ta liên tục, cái độ cao của chúng ta liên tục nha, là bao nhiêu lần liên tục, ví dụ ở đây mình chọn là 10, tức là khi mà chúng ta quét toàn bộ cái sóng từ đầu đến cuối, từ đầu đến cuối mà khi mà chúng ta đếm à nó qua là sao, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mà nó không phải là tần suất, không có là cái độ có độ lớn như thế này, thì coi như là nó là một phần, coi như là một phần. Chúng ta lưu ý được không nha, mình chọn đầu tiên là chọn 20 thì nằm ở đây, chúng ta thấy rằng là nếu mà 20 thì nó phải khoảng ở đây đúng không, mà 20 nằm khoảng đây thì nó là có một đoạn trắng liên tục, thì chúng ta sẽ dựa vào cái đoạn trắng này chúng ta sẽ cắt ra xem như là nó là một một phần khác cũng khác nhau đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng đây, mình đã sử dụng cái hàm như thế này được chưa, chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 đến độ dài. Độ dài đây chính là gì, độ dài đây chính là chiều dài của cái mảng A mà chúng ta đã lấy thông tin ở trên đây được chưa, độ dài của mảng A mà chúng ta đã lấy thông tin ở trên đây rồi, chúng ta sẽ cho nó là biên độ, nếu mà lớn hơn biên độ đây, nhỏ hơn biên độ và lớn hơn biên độ thì chúng ta sẽ nhận, chúng ta sẽ nhận. Còn ngược lại nếu mà sao không phải thì chúng ta sẽ sao lỗi nó đi, không phải thì chúng ta sẽ lỗi nó đi, chúng ta lưu ý nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu điểm, điểm nào ổn chưa, đây bắt đầu bằng bằng y để chúng ta tách cái phần âm thanh của đoạn đầu tiên đi. Chúng ta thấy rằng là đoạn đầu tiên chúng ta có nguyên một khoảng trắng như thế này, thì chúng ta sẽ dò chừng nào mà nó có một cái độ nhảy lên trên 20%, trên 20% thì chúng ta sẽ nhận và bắt đầu nó sẽ ngay chăng cái vị trí đó, chúng ta nắm chuyện này. Tiếp tục ta đã xử lý độ bắt đầu xong rồi thì chúng ta bắt đầu nè, y chạy từ bắt đầu tức là chúng ta chạy tiếp tục đến cuối cùng của độ dài, nếu nằm biên độ, nếu nằm trong biên độ được chưa, thì chúng ta sẽ lưu vào mảng này, nếu ngược lại, nếu ngược lại thì chúng ta sẽ lưu vào giá trị là y. Tức là hai cái mảng này có chức năng là lưu giá trị y, lưu giá trị y là gì, lưu giá trị là gì, đây chữ x sẽ lưu giá trị bắt đầu, chữ x sẽ lưu giá trị bắt đầu, còn chữ y sẽ lưu giá trị kết thúc của cái mảng mà một nhóm đó, được chưa. Đây chúng ta thấy nè, trong cái sơ đồ của chúng ta, trong sơ đồ chúng ta x sẽ lưu giá trị này, lưu giá trị này, và y nó sẽ lưu giá trị kết thúc của một một chuỗi, kết thúc một chuỗi, tức là khi mà thằng này nhảy lên hơn 20% thì x sẽ lưu giá trị y đó, đoạn này thì chúng ta sẽ nhớ ghi vào bảng x. Và khi thằng này mà sao liên tục mà nhỏ hơn 20%, tức là cái đoạn trắng này, là cái đoạn trắng này nha, thì lập tức là chúng ta sẽ lưu vào mảng y. Như vậy chúng ta sẽ có là x bắt đầu và y là thằng kết thúc, x bắt đầu là y và thằng kết thúc. Ở đây chúng ta thấy nào, x khi số lượng nằm ngoài biên độ được chưa, thì chúng ta lập tức lưu x số lượng bằng y nào ổn nha. Nếu giả sử như ngược lại, nếu giả sử như ngược lại thì y khi mà chúng ta có liên tục khoảng trắng nằm ngoài giới hạn được chưa, thì chúng ta sẽ lưu giá trị vào mảng y, thì trong đó là giá trị y sẽ bằng trừ giới hạn. Chúng ta lại nãy nói rằng là nếu bằng 10 sao, 10 cái liên tục đúng không, 10 cái liên tục mà 10 cái liên tục mà chúng ta có khoảng trắng thì chúng ta trừ ở đây, thì chúng ta sẽ giật lại như vậy là đoạn xy là sẽ lưu hai giá trị bắt đầu và kết thúc của mỗi con số, bắt đầu và kết thúc của mỗi con số được chưa. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đã, khi mà chúng ta quét hết toàn bộ cái chuỗi này, quét hết toàn bộ từ bên đây qua bên đây nha, quét hết toàn bộ từ bên đây qua bên đây, thì chúng ta sẽ có các x y và y được chưa, sẽ lưu giá trị bắt đầu và kết thúc của từng đoạn một, lưu giá trị bắt đầu và kết thúc bằng một. Thì khi chúng ta đã có bộ mã đó rồi, chúng ta có bộ mã đó rồi nha, chúng ta có độ mã đó rồi, thì chúng ta chỉ cần là sao giải mã. Thì lưu ý nè, số lượng nãy chúng ta là số lượng chúng ta tăng lên từ từ đúng không nha, ở đây chúng ta thấy là kết thúc một chu kỳ là số lượng, mà số lượng cộng một được chưa, nhưng mà cái đoạn cuối á,
cho chúng ta thấy trên đồ thị là cái đoạn cuối này nó không có âm thanh, nên chúng ta bỏ cái số lượng đi thì chúng ta sẽ có là số lượng bằng số lượng trừ 1, được chưa? Số lượng bằng số lượng trừ 1, như vậy là xong. Riêng cái thằng x1 này là bằng giá trị bắt đầu nha, x2 trở đi là nó sẽ được lưu vào. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ giải mã. Giải mã đây, đây là giải mã. Chúng ta sẽ có một cái biến k chạy từ 1 đến số lượng, tức là chúng ta gì có tổng số lượng đúng không, ra cái tổng số lượng, và chúng ta có d1 bằng cái gì, a là chúng ta thấy nè, xk đến gì, yk là chúng ta đang lấy cái đoạn đó đưa dần d1. Rồi chúng ta sao đo lên d1, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tách tần số nha. Cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra được tần số của yêu cầu, tần số yêu cầu ổn chưa. Khi chúng ta tìm ra được tần số yêu cầu rồi thì chúng ta sẽ làm một thao tác là sao, lấy tần số. Thì tần số này cái hàm này nào, hàm feedback đây nè, là dùng để sao tìm được cái tần số của bộ mã mà chúng ta cần tìm, chúng ta lưu vào đây. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng một cái chương trình con đo tần số, đo dò tần số, được chưa? Dò số đây là cái chương trình con dò tần số đó, chương trình con số mình đã lập cái bảng ma chặn, mà cái bảng ma chặn hồi nãy là chúng ta đã thấy rằng ở trên đây đúng không, ta lập cái bảng ma chặn này, lập ma chặn, cái ma chặn này thì như thế là chúng ta sẽ đưa trả về giá trị bộ mã nha, trả về giá trị bộ mã là tần số. Đây, trả về giá trị bộ mã là nút nhắn thứ mấy, thứ mấy, thứ mấy. Ổn chưa? Như vậy là chúng ta đã đưa về bộ mã này là một bộ nút nhắn. Và cuối cùng chúng ta, nhiệm vụ chúng ta là chỉ cần in bộ mã này ra, in bộ mã này ra là xem như là xong. Và chúng ta có một cái bộ mã cần tìm như thế này. Chúng ta bộ mã cần tìm như thế này khi mà chúng ta chạy nội dung này ha. Đây, mình chạy cho các bạn xem ha. Rồi, nó sẽ ra được cái bộ mã như thế này cho mình. Mà cái đoạn âm thanh hồi nãy mà chúng ta muốn nghe đó là cái đoạn âm thanh này, lỗi, đoạn âm thanh này đó. Thì khi có đoạn âm thanh đó thì chúng ta sẽ có thể là dò ra được bộ mã này, dò được ra được bộ mã này nha. Vậy các bước thực hiện sẽ như sau. Đầu tiên là lấy dữ liệu. Lấy dữ liệu thì chúng ta biết rồi, sử dụng hàm audio get, được chưa? Rồi chúng ta sẽ thiết lập các thông số tách âm. Rồi bước thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện tách âm. Tách âm này là mình chia làm hai cái bước, đó là đầu tiên là bước xử lý cái thông tin ban đầu, tại vì chúng ta thấy rằng là có nguyên một cái đoạn trắng với dớt, được chưa? Rồi tiếp theo là mình sẽ sử dụng là sao, tách từng âm ra một và lưu giá trị x sẽ lưu giá trị bắt đầu của đoạn âm thanh chúng ta mong muốn, và giá trị y sẽ lưu giá trị kết thúc của âm thanh chúng ta mong muốn. Ngày mà lưu ý. Rồi sau khi chúng ta tách âm rồi, chúng ta sẽ giải mã bằng phương pháp là dò tần số. Chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ lấy từng cặp âm thanh lưu ra nè, thấy không, x và y, x và y, x và y, và chúng ta chạy từ 1 đến số lượng nha, cho mượn là chúng ta sẽ tổng có bao nhiêu âm á, được chưa? Rồi cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng là hàm feedback để tìm tần số. Sau khi tìm tần số xong, chúng ta sẽ sử dụng cái tần số đó, chúng ta giải mã và lưu vào một cái ma chặn nha, một cái chuỗi giải mã bộ mã, được chưa? Cuối cùng là chúng ta sẽ xuất dữ liệu kết quả ra. Như vậy là chúng ta chỉ cần sử dụng những thao tác đơn giản đó, và chúng ta có thể thực hiện là sao, tách cái đoạn âm thanh là này ra và đọc nó biến thành một cái đoạn mã số nha. Tất nhiên ở ngoài thực tế thì các bạn lưu ý rằng đó là cái đoạn âm thanh này của mình đó, nó đã được khử nhiễu rồi nha, nó đã được khử nhiễu rồi. Còn nếu mà ngoài tần số đó, thì khi mà các bạn ghi âm đó, nó còn một cái khuyết điểm nữa là âm thanh của tất cả những cái bên ngoài tác động vào thì nó sẽ làm cho thằng này bị nhiễu và tần số bạn bị lệch. Và khi đó thì nó sẽ có hai thứ mà các bạn phải cần phải làm. Một là các bạn phải lọc nhiễu, được chưa? Hai là các bạn phải, thằng này chúng ta phải có một biên độ nhất định nha, biên độ nhất định. Và ở đây thực tế thì mình cũng đã có một cái biên độ được gọi là sai số nha, sai số, tại vì khi âm thanh chúng ta đo ra, chúng ta sẽ không đo ra được chuẩn tần số này đâu, chúng ta sẽ không đo được chuẩn, chẳng hạn như là 1209, 1209 thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đo ra được con số chính xác là 1209,
mà chúng ta có thể là 1 2 10, 1 2 11 hay là 1 2 là sao? 1 5 nhân dân. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khoảng cách giữa mấy thằng này nó rất lớn. Chúng ta thấy rằng là 1 2 0 9, con này là 1 3 3 6 thì chúng ta khoảng cách tới 100 lần. Ở đây sai số mình cho phép là sai số mình cho phép của thằng này là 30. Đó, như vậy thì chúng ta dựa vào cái đó, chỉ cần nằm trong cái khoảng đó thì chúng ta sẽ phân tích ra được âm. À, trên đây là cái bài giải thích của mình đối với cái phần mà xử lý tín hiệu số phân tích đoạn âm thanh là DTMF, sử dụng là phép biến đổi gầy gạt nha. Thì các bạn có thể xem thêm trên trang MATLAB hoặc là trên trang lớp của mình. Đó. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment bên dưới hoặc là comment trực tiếp trên Facebook cho mình sẽ trả lời. Hy vọng rằng cái phần giải thích của mình sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về cách xử lý tín hiệu số và phân tích đoạn âm thanh. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn cho mình một like và subscribe để mình có thể tiếp tục ra các video khác. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn gặp lại các bạn ở các cái video sau. Chào tạm biệt.